bố ạ. Con vừa mới về à? Dạ vâng ạ. Chuyến đi công tác có tốt không? Dạ rất thành công bố ạ. À bố ơi, đối tác vừa rồi có tặng con một món quà rất quý, con mang về để biếu bố ạ. Cảm ơn con. Dạ. Con nghe người ta nói tác dụng của sừng tê giác rất tốt cho sức khỏe, bố thử dùng xem sao ạ. Tác dụng của sừng tê giác không phải như lâu nay người ta vẫn lầm tưởng con ạ. Người mua sừng tê giác, những người tiêu thụ sừng tê giác vô tình đã tiếp tay cho việc săn bắn tê giác, đã làm xấu đi hình ảnh của họ và của đất nước. Lẽ ra con nên từ chối món quà. Vâng, con hiểu rồi ạ. Sừng tê giác không phải là thần dược, cũng không thể hiện đẳng cấp. Nếu bạn thấy sừng tê giác bị quảng cáo, vận chuyển, buôn bán, hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí 1800 1522.